Anh Thỏ muốn chụp ảnh về quê em mà đi vào trong cái đoạn rừng trong đấy đẹp lắm, núi núi đá và anh vào chùa ấy tam trúc rồi là đường đấy phải được đẹp lắm ấy, núi nước cảnh thiên nhiên xây to trong cái quang cảnh chỗ chùa tam trúc cũng rất đẹp thật, toàn núi tự nhiên, núi đá những cây hồ nước các thứ và tự nhiên. Ngày xưa là công an chạm Giam Ba Sao làm đấy anh ạ, xong rồi nó di hết sang bên này. Chú Tâm Trúc là nó đang làm chưa xong hả? Vâng, đang làm chưa xong. Em chưa đến đâu mà chưa xong. Bây giờ cái cánh đồng lúa này còn ít lắm nhỉ? Vâng. Muốn nhiều về 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 cho bà cho nhà nông mình đó. Đa số là anh ấy, một là không có việc thì người ta cấy, hai là người ta cấy thì đã ăn anh ạ. À, kinh doanh thì cũng ít lắm. Cái đất này là nó khoán 10 anh ạ. À, coi như là đất của người ta luôn rồi. Khoán 10 là đất của người ta, đất của người ta luôn. Nghĩa là ông không vĩnh cửu luôn, nghĩa là người sinh ra không được hưởng mà người chết đi không đấy. Đấy nghĩa là tôi nghĩ là đấy, nghĩa là nếu mà sinh ra một thì nhà, một cũng, nhà nghĩa là cũng không hưởng được đất một, này nữa một nhà, năm và ông chết đi nó không đấy. Cái khoán 10 này anh này, giáo dụ anh nhau. Một gia đình ví dụ như có 5 người, anh ạ, thế họ chia cho là 5 mẫu, 5 xào chẳng hạn. Thế thì nếu mà nhà đấy mà già mà chết đi, còn 3 người thì cũng được vẫn giữ 5 xào đấy. Và cái người nhà đấy mà sinh sôi nảy nở ra là 10 người cũng chỉ có 5 xào ấy thôi. Nói nào mà, đấy, nói sinh ra không cũng không cấp thêm mà lấy chết đi không lấy đi, nghĩa nào là vĩnh cửu luôn. Nên nhà nước mà có lấy đất phải đền bù cho người ta, phải đền bù tiền cho người ta. Thế là ông mà người ta có phải nộp thuế không? Không, bây giờ cấy là phải nộp sản lượng, nộp thuế anh ạ. Mỗi con xào bao nhiêu nhà nước? Nộp sản. Thế còn nhà nước mà lấy rồi thì thôi, nó đền bù cho một cục là ông thôi, ông không có đất nữa, là ông tự cầm cái tiền đấy ông tự xoay sở ông xin ông sản. Không có nữa. Nhưng nhiều địa phương bây giờ đất đai nó không còn nữa thì chỉ có thế thôi đúng không? Vâng, nên người ta phải đi làm lao động phổ thông như vậy đấy. Nên nhiều nơi là không còn đất nữa, không còn đất canh tác nữa, bởi vì nhà nước lấy hết rồi, nó đền bù tiền rồi, ông ăn rồi. Chứ ngày xưa mà nó không khoán 10 là đất của nhà nước là nó lấy là ông thôi, là không phải đền bù gì cả. Nhưng mà nó khoán 10 rồi, ông tự làm. Nhưng mà cái ruộng bây giờ nó cũng không có chia nhỏ nữa, để rộng mênh mông để chứng tỏ một người cũng nhiều vậy. Vâng. Thì nó chỉ chia một lần thôi mà anh. Ngày xưa là nó chia ra 5-10 năm lại chia lại anh ạ. Nó lại chia lại, nó lại khắp khắp lại chia lại. Nhưng bây giờ nó đã chia một lần luôn, khoán 10 coi như là đất nông nghiệp, đất chấp nhận. Ở cái đất tốt thì được tốt mà. Đúng rồi. Xấu, thì... xấu. Xấu. Ông phải chấp nhận thôi. Ông cải cách lại. Và nó cấp cho ông cái sổ xanh anh ạ. Sổ xanh chứ không phải sổ như sổ xanh, sổ đỏ, sổ xanh. Ông sở hữu vĩnh cửu luôn. Ở trên Yên Thế, cái chỗ ngay trước cửa nhà mình ấy. Vâng. Nó có mấy cái thửa ruộng, nó cứ bảo mình có mua không, nó bán. Vâng. Đấy, đất như vậy đấy anh. Nó bán đâu là 30 triệu một sào. Vâng, đúng rồi. Đấy. Một sào là 360 mét đúng không? Đúng rồi, một sào 360 mét. 360 mét. Một sào mà nó có đây, nó có đâu khoảng 6 sào. Vâng, 30 triệu đấy. Nếu mình mua là mình mua luôn dọc cái chỗ cái đường nhà mình vào ấy. Vâng. Đấy à? Đấy thì là của nhà mình luôn. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng chẳng biết để làm gì. Chứ còn thực ra nó rất là rẻ. Thì theo em ấy, anh có mua thì anh mua ít nó bán không? Mua ít nó không bán. Mua khoảng 2 mét của cái chiều dọc cái đường đi. Mình trồng tre vào thì mới giữ được đất. Vậy sao anh không còn đường vào, nó cứ lở dần là anh không còn được vào. Mà rất nguy hiểm. Đường anh cũng mua được khoảng 2 mét, đường, xong trồng tre vào chứ. Đường thì đổ bê tông rồi. Không, không. Đường bê tông nó chỉ là mặt trên thôi. Cái phần, ví dụ nước nó ngâm nha, rồi nó lở. Không phải, cái này nghĩa là giữa cái mặt đường anh và cái ruộng là nó chênh nhau quá. Chênh nhau quá. Anh ạ, à, mà nước là nó bây giờ không vậy. Nước mà nó đánh kiểu Hàm Bách anh. Mưa nhiều ấy. Mưa nó tở bởi vì nó cao mà anh.
giữa chỗ mặt đường trên này mà dưới ruộng nó kênh nhau khoảng hơn chục mét nữa. 2 mét thì trồng hết chè. Thế giờ là nước mưa mà nó mới chảy. 2 mét về phía ruộng á. Vâng. Đường để đường mình mở ruộng ấy, mà đường cái đường mình đi đâu ấy, đường mình vào ấy, có 2 mét là mua chỉ cần 2 mét, xong mình trồng chè ở gì, thế là xong. Không, ở đấy mua thì anh mình phải đóng cọc. Mua chặt không mua tre. Anh trồng tre là xong lên. Không, mua thì mua cái phía đất của cái đồi chứ. Chỗ là chỗ nào? Đất đồi của cái nhà cái ông có cái đồi. À cái đồi đằng trước đấy á. Rồi mình phạt đi. Phạt đi, ngon hay mèo. Đúng rồi, cũng chẳng thấy cái để đấy người thấy ô tô đi vẫn ngon. Nếu mà kiểu nghĩ về tương lai thôi, nhưng mà nếu bây giờ thì cũng bình thường. Tức là giống ở đấy bây giờ mọi nhà người ta đổ bê tông hết rồi ta, đổ bê tông dày ấy, phải một gang ấy, mà 3.5 mét đi thích lắm. Bên nhà anh Trần Tuấn ấy, nhà anh Tuấn bây giờ bên ấy nó đổ bê tông đi ngon lắm này, cho nên là ô tô có thể hai cái tránh nhau được. Trần Tuấn thì nó lại là đất nó liền liền lắm, nhưng của mình thì nó khác, mình nó bị cái ruộng ấy. Nhưng mình còn một cách nữa là mình chỉ cần mở cửa phía sau ấy là đường bê tông vào nhà luôn. Mình phần bếp lên gì? Đi đường đấy nữa. Húc cái đường ấy giải ra là đi vào bê tông sẵn luôn. Đúng rồi. Không sợ được. Thế mình không phải mua đâu nhỉ? Không cần đâu. Đi hai đường đi. Mà cửa đấy đi còn nhanh hơn ấy. Đấy. Gần hơn. Đấy. Mà đường bê tông của nhà to. Đúng rồi. Ô tô tải xe tải đi được không ạ? Quan nó trọng mình luôn mở cái đường ấy, nó mở ra cái cửa đường ấy nó đẹp, cái là nó nhìn ra hồ luôn. Hồ cái cống đấy. Nó có cái hồ nước ấy. Vâng. Thế là quan trọng ạ. Ừ. Cái không cần, đường này nó cứ lở thì không quan trọng. Alo. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em ở bên chăm sóc khách hàng của VNPT Hà Nội ạ. Anh ơi, em mình có